A Chiên á, mà con chú chọc A Chiên mà A Chiên không có khóc rồi. A Chiên bệnh á, cái A Chiên về là A Chiên quen rồi á. Bữa nay về ông bà cô chú ơi, A Chiên bệnh, A về quê, về về kheo cho thoải mái. Không, ngày mai hai chồng mới về. Hôm nay về trong ngày luôn. Chào ông bà cô chú ơi, Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Chào mừng cô chú. Chào mừng cô chú. Về đây nắng kinh khủng luôn á. Về đây mới có 2 ngày chứ nhiêu mà A Chiên bệnh luôn à. Sốt. Mày Nguyên nghĩ chắc nhức gan á, A Chiên đau gan á ông bà cô chú ơi. Chứ về đây thường lắm, cũng lâu lâu cũng về hoài à. Mà A Chiên đâu có bệnh đâu. Bữa nay bệnh, bệnh cái mặt nó quét, nhìn buồn hiu à. Đây mày đẩy con nha. A Chiên phái ngồi trong xe này nè, cái đẩy A Chiên á. Đẩy A Chiên đi chơi. Đi chơi cho thoải mái. Đẩy Chiên đi chơi cho thoải mái nè. Để ba gom đồ xong rồi về. Hôm nay về sớm luôn. Về cái bệnh luôn à. Ông nội đâu rồi? Coi coi ông nội đâu rồi. Có A Chiên sợ ông nội không? Nắng, nắng xe sao ra đây Chiên? Hả? Nắng, nắng sao ra? Có cây dù không? Có cây dù không? Để mẹ coi coi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Ôi, chôm chôm. Chôm chôm. Hết trái rồi. Ông nội ngồi ngoài kìa. Ông nội ngồi ở đây cho mát á. Có cây nè. Ha. Ha. Mát không con? Hả? Ôi thương quá trời thương. Ngồi cho nó thoải mái. Yeah. Yeah. Chiên bệnh á, Chiên quạo à. Mẹ lấy nước cho Chiên uống nha. Ôi bà Tư, ấy bà ba ngáp á, Chiên hết hồn. Buồn ngủ rồi, lên xe ăn ngủ nữa con. Giờ mà ngủ con, hồi lên xe không chịu ngủ. Cuộn tóc mà ngớt mấy cọng tóc ở dưới. Chiên chào mà của chú chưa? Hồi nãy mẹ chào mà kêu Chiên chào rồi, chứ không chịu chào á. Hồi nóng, hồi nguội hoài ông bà của chú. Giờ nó bớt một xíu rồi nè. Ngày ngồi cho thoải mái. Chiên à, Chiên về à, cái bà Năm kêu á, bà Năm mà dì chồng Nguyên á nha, kêu lại nhà dì Năm để cho A Chiên thổi bánh kem bữa sinh nhật á, bà sinh nhật A Chiên đó, bà Năm kêu lại nhà bà Năm chơi, bà Năm quên kem rồi. Kem hẳn cầu. Lúc trước ở đây có kem hẳn cầu à. Hẳn cầu ta ngon lắm. Mẹ chồng Nguyên chồng. Mà đốn rồi, giờ đốn rồi. Mẹ chồng Nguyên chồng cái gì ba. Ba chồng cái gì cũng sai trái hết trơn à. Ba ra kìa. Ba xong chưa mà lâu quá. Ở đây có dẹp khoai mỡ nè, không biết có không, mua đi lộn hái đào lên cho A Chiên ăn. Ở đây trồng khoai mỡ nhiều lắm. Mẹ chồng Nguyên chồng á, nói chung là lúc mà mẹ chồng Nguyên còn sống á,
Là mẹ đa số là mấy cái cây ăn trái rồi đó là mẹ trồng nguyên trồng không? Bà thích trồng cây trái lắm cả nhà ơi. Mẹ trồng nguyên mắt rồi giờ hả? Muốn ăn gì cũng cũng phải mua chứ. Ồ, chôm chôm còn mấy trái li que nè, kiểu như nó chín đó cả nhà, mà cao quá không ai hái, nó chín mùi quá dội không à. Đây mày đẩy mâm mâm à, ai vô ai chiên mâm mâm rồi mà chiên muốn mâm mâm nữa hả? Ngồi lại nhà bà Năm mâm mâm bánh kem nha. Không biết bà Năm đãi chiên ăn cái gì nữa. Hãy giao xưa tha cho mâm mâm. À, hãy giao mâm mâm lèo ô. Giao xưa chung ù lèo ô. Cái gì phở? Dĩ phở cho hồng à. Mâm mâm lèo ô. San tèn lèo ô. 3 giờ rồi, chiên đòi ăn. Ngồi lên xe cho chiên ngủ. Cho chiên uống sữa, chiên ngủ. Bà tên Hoa, xẻ ngày xưa này ạ. Nì tên Hoa. Điện thoại của chồng Nguyên hay là điện thoại của ba chồng Nguyên reo? Nguyên nghe thì Nguyên thấy hình như ba chồng, điện thoại của chồng Nguyên reo. Đẩy chiên ra đây ngồi cho nó. Hãy ủy trên y phủ nè. Còn bộ đồ của chồng Nguyên đó, bộ đồ nè. Gom vô. Gì à? Đu đủ nữa kìa, đu đủ xanh. Hái trái đu đủ xanh về làm canh luôn. Đu đủ xanh nó sữa dữ lắm cả nhà. Hủy đều sang khe eo. Sang khe eo. À, hai phát sao rơ. Quên quên chăng ba chồng Nguyên kêu ủa không cho nó ngủ à, mà nó hỏi con lên về cái eo rồi. Chồng Nguyên, ba chồng Nguyên hỏi nói ngoan nghe con. À, mỹ u khu liều chỗ hen à, hen khu bữa mới gì à, bữa mới về à, cái ai chiên gặp ông nội chiên sợ. Ồ, trái mít có trái rồi nè, cây mít có trái rồi nè chiên. Wow, cái mít có trái rồi, cuột lại rồi nè. À, mẹ đây nè, mẹ đây mà con. Mẹ đây không có, không bỏ con đâu. Ủa, bệnh nhõng nhẽo quá. Ồ, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương. Nè, bà ba bao. Xài, xài dèo sang. Ê, dù măng ca rồi. Xèo ly ba này giao ta mấy dù đu đủ trái nhỏ nhỏ không à, không có cây móc lấy cái cây cào này móc luôn, không biết hái được không, không được thì thôi. Được. Một trái. Anh ơi đã từ tay kìa. Hai ba trái. Nắng nắng không à, trái nhỏ. Mình kêu chồng Nguyên lấy bọc cho Nguyên. Đây trái. Ma hay dưa mâm mâm. À chị thấy Nguyên cái nó à chị kêu mama. Ôi, lên hủng hủng rồi. Lên cái mặt đã quét. Mâm mâm à. Ai vô, sao mô tới mâm mâm này anh. Khanh tao chị ba chép chép rồi anh. Thấy đồ ăn cái miệng a chim chép chép. Hả? Mà rồi nhỉ? Ta tính à, mấy bên à? Ừ. Tao chỉnh cho này ngày trước cho hả? Ừ.
Con nhầm bye bye rồi đó. Bye bye con. Bye bye bà Năm, bà Bảy với ông nội kìa. Xưa lèn khơ mà không mô tan à. Nó cùng nó trùng bu thủng á không mô tan. Bye bye. Bye bye. Bye bye gì hả? Anh ba kinh năng công chèm bye bye chuyện này đang mới vụ pha đâu vụ pha đâu bữa nay chuyện không sợ ông nội rồi cười xeo hãy xeo à cười bye bye. Ok, phải. Khá lèo rồi, khá lèo. Mấy vô tôm xì. À, Chiên bye bye. Chiên à, bye bye. Rồi, không thèm để ý tới mẹ luôn. Bye bye. Bye bye. Ba chồng Nguyên kêu đừng có đóng cửa để họ ba chồng Nguyên đóng. Chiên á, hồi nãy mới ói nè ông bà cô chú, giờ thay cái áo ra rồi nè. Ói ra hả, khóc quá trời khóc luôn. Mà Chiên bị nóng trở lại nữa nè. Mà chồng Nguyên đi vô trong chổng để mua miếng dán hạ sốt cho Chiên. Với ông Trịnh á, Yvan, Ipao Yvan hả? Nén phen nè, nén đi phen. Chứ có chồng mới ăn nén nè trời. Chí Nga La Ha Thủ Hạ sang lại. À, nè nó chín liền liền nè. Chán cho nó hạ sốt. Chuyện thấy xong à? Chuyện thấy xong à? Nén đi phen cô lèo là. Ừ, xong rồi đó. Con nóng mà mở mạnh không muốn không lên luôn. Đừng gỡ ra nữa con. Đừng gỡ nữa. Con gỡ con chơi con dục không à. Rồi giờ hết rồi lấy gì con xài. Giả bộ cười. 2 hours later. Cái này là bà Năm chuẩn bị cho A Chiên đó ông bà cô chú. Sinh nhật của A Chiên đó. A Chiên ăn sinh nhật muộn. Với lại bánh kem bà Năm có đặt nè. Mà A Chiên bệnh rồi. Gỡ cái miếng hạ sốt ra cái A Chiên sốt lại ông bà cô chú. Bây giờ sốt hơn nè. Cái nguyên dán 2 miếng. Dán 2 miếng, 1 miếng ngoài sau lưng. Đứng mà không nổi luôn mà. Dì chồng Nguyên nấu á cả nhà. Với lại gà rán á, thì dì chồng Nguyên mua. Bà Năm làm cho A Chiên á. A Chiên bệnh mà buồn, đứng không nổi luôn. A Chiên đứng té lên té xuống ông bà cô chú. Sinh nhật của A Chiên mà A Chiên bệnh là cái mặt buồn hiu. Ăn sinh nhật lần hai của A Chiên. Bà Năm ẩm A Chiên rồi, bà của chú à. Anh kêu bà Năm có mua gà rán nữa. Mà em có mua gà rán. Chứ là mấy đứa cháu á, chứ là anh chồng Nguyên đợi chơi. Mấy người đó ngại lên video cho nên Nguyên không có quay.
去哪里？蚊子。哎、啊，阿静đi nè，阿静đòi ra ngoài， mà mũi không à, nhà bà Năm. Bây giờ dắt 7 giờ rưỡi rồi, mũi không. Nhanh. Đòi ở trên đòi đi ra ngoài đó. Trời ơi. Dán thì hạ sốt, mà không dán thì sốt. Anh chồng mới nói tối thường em bé tối sẽ sốt cao lắm. Còn giấc sáng thì mà không có sốt. Nha. Cho chị phò. Cho A Chiên uống thuốc. Dĩ phỏ khăn này, dĩ phỏ xanh. Xưa xe thẻo trong con này nã. Thuốc cho chị uống 3 chấm. Sao co là anh? Xe xưa hao rồi cái gì? Ok cô. 3 mà. 3.8 cho chị uống là 3.8. Ok. Nãy vừa lon, nãy vui lon. À. Nãy cho chị uống thuốc. Cho chị uống thuốc nè. Hầu thế nè. Chị ca son son thén thén, chắc là chua chua ngọt ngọt. Gì đã thức khăn rồi. Thức khăn rồi. Này dạo thơ. Trời ơi, uống ngon trời. Nè, còn miếng nữa. Thôi xem. Ê, nhìn khách. Chú, nè, nè. Nè. Ok, nã xì xì. Nè, bao hao quà xì xì. Quà xì. Nè, đi rửa. Tạ tại xem. Ta thu rồi. Nở xưa. A Chiên về nè ông bà cô chú ơi, A Chiên được bà Năm với lại bà Sáu cho bao lì xì nè. Ý ha, dù lèn bao thôi bồ. A Chiên được 2 bao đó ông bà cô chú, sinh nhật à. Tè mấy hồ tè. Ê, tới nhà nè, mở đèn lên. Cái đèn lồng đèn của A Chiên đó ông bà cô chú. Nè, xuống xe tắt đi con, xuống xe. Đường không? Trời ơi. Đang thui đang thúi à, không thấy A Chiên luôn. Ôi giời, bây giờ thấy A Chiên rồi nè. Ở đây mũi dữ lắm. Cầm đồ lên. Xách đồ lên mới mệt nè. A Chiên bộ phân y trì quảnh nè. Ê, lẹ. Rồi có muốn lên nhà không? Sao mỗi lần chở A Chiên đi đâu là đồ vậy, xách đồ vậy đó ông bà cô chú. A Chiên nhìn Chiên cừ mà sắc luôn mà. Về tới nhà là vậy đó ông bà cô chú, lăn xăng vậy nè. Thấy lăn xăng cũng mừng. Đâu mình cho A Chiên nữa nè. Cười à. Nóng nè, nóng trở lại nè ông bà cô chú. Té con té, coi chừng té nghe không. Chiên uống miếng nước không? Chiên có để miếng chanh vô nè, cho Chiên uống nước chanh. Nè Chiên, có uống nước. Chiên phái chua chua lắm. Này Nguyên để vừa uống của bé à. Sốt uống nước nhiều vô. Con không muốn nữa hả? Mẹ biết, mẹ pha nước cho con lau mình nha. Mẹ pha nước lau mình cho con. Đợi mẹ. Nóng nhõng nhẽo đó. Thôi bye bye mà cô chú nè. Bye bye mà cô chú nha. A Chiên không có khỏe mà cô chú ơi. Hẩm trở lại nè ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Bye bye.
bye bye. Tắt đi, không tắt đi.